Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh đang bước vào mùa cao điểm du lịch. Dự kiến mùa du lịch hè năm nay, tỉnh sẽ đón hàng triệu du khách trong nước và quốc tế. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Do đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp du lịch, nhân dân cùng vào cuộc. Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo an toàn cao nhất, sức khỏe cho du khách và nhân dân trong mùa du lịch cao điểm. Quảng Ninh, trung tâm du lịch lớn tầm cỡ quốc tế, quốc gia của Việt Nam vừa khép lại dịp cao điểm kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trong dư âm của thành công, một yếu tố được người dân và du khách ghi nhận đó là sự bảo đảm an toàn về mọi mặt trong suốt dịp nghỉ lễ. Quảng Ninh đón khoảng trên dưới 700.000 du khách, nhưng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được bảo đảm rất tốt. Trong quá trình đi du lịch, du khách không chỉ khám phá các giá trị tài nguyên thiên nhiên mà còn khám phá, thưởng ngoạn và nâng cao hiểu biết về văn hóa, nhân văn, trong đó đặc biệt là khám phá và thưởng thức các giá trị văn hóa ẩm thực. Đến với Quảng Ninh, du khách được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản địa phương tại bất kỳ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn hay các tàu du lịch, du thuyền trên Vịnh Hạ Long. Bên cạnh những món ăn truyền thống từ nguồn hải sản ngon nước tiếng của vùng biển Quảng Ninh, còn có những món ăn là sản phẩm của quá trình giao lưu văn hóa với các dân tộc sinh sống lâu đời ở Việt Nam như hoa, tày, dao. Hay gần đây, ẩm thực Quảng Ninh còn được bổ sung các món ăn của nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Pháp. Các món ăn này được người Quảng Ninh tiếp nhận và sáng tạo ít nhiều theo khẩu vị và phong cách chế biến của địa phương. Đặc biệt phải kể đến chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm OCOP được tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện những năm qua đã góp phần xây dựng, phát triển nhiều thương hiệu nông sản chất lượng như chả mực Hạ Long, ngán, xá sùng, ruốc hải sản, hàu, gà Tiên Yên. Các sản phẩm nông sản OCOP Quảng Ninh đã được các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đưa vào phục vụ, càng tăng thêm sự hài lòng của du khách. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh được lựa chọn để tổ chức tiếp đón các đoàn khách của thành phố đến tham dự lễ hội Carnival Hạ Long 2023. Với kinh nghiệm nhiều năm đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, công tác, các sự kiện hội họp, đặc biệt là các đoàn khách cấp cao trong và ngoài nước đến tham dự các lễ hội quan trọng, các hội thi, hội thao quy mô lớn của tỉnh, của đất nước, khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh đã luôn chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ khách quý. Vấn đề lựa chọn nguồn nguyên liệu thực phẩm ngon, tươi sống và chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là nhiệm vụ được khách sạn ưu tiên đặc biệt. Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh có công suất phục vụ từ 500 đến 600 suất ăn một ngày. Thời điểm mùa du lịch, số lượng khách đăng ký dịch vụ ăn uống tăng lên 1,5 lần. Nhiều những món ăn từ quốc tế đến ba miền Bắc, Trung, Nam cùng các món đặc trưng vùng biển Quảng Ninh và những món ăn từ sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt trong thực đơn của khách. Là khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, những năm qua, khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để giữ chân và thu hút khách khi đến Hạ Long. Trong đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn cho thực khách là yêu cầu tuyệt đối. Chúng tôi nhập những nguồn thực phẩm có địa chỉ, có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là những cái công ty lớn như là chỗ Metro hoặc là Bixi, thì những nguồn đấy là chúng tôi thường xuyên nhập thực phẩm ở nguồn đấy. Và thứ hai là về cái kiểm dịch chất lượng thực phẩm ấy, thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã kết hợp với bên y tế dự phòng tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra và cũng thực hiện theo kiểm dịch 3 bước và đúng là quy trình lưu mẫu đầy đủ. Không chỉ các khách sạn lớn, các nhà hàng trên địa bàn Quảng Ninh cũng chủ động đảm bảo các yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ tốt nhất cho du khách. Nhà hàng Đại Long ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long cũng luôn xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ ăn chất lượng là tiêu chí hàng đầu để phục vụ và giữ chân khách hàng. Nguồn thực phẩm được nhà hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chí tươi, sạch, ngon. Nhà hàng Đại Long có thế mạnh với các món ăn được chế biến từ các loại hải sản tươi sống. Đây cũng là những món ăn yêu thích của du khách.
nguyên liệu được lựa chọn tại những nơi cung cấp rõ nguồn gốc, hải sản, thực phẩm đảm bảo chất lượng tươi, ngon. Các món ăn được chế biến bởi đầu bếp giỏi, các thiết bị bàn bếp đều đẹp, sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Là trung tâm du lịch của tỉnh, thành phố Hạ Long hiện có hơn 10.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm. Xác định an toàn cho bữa ăn của du khách là một trong những vấn đề trọng tâm trong hoạt động du lịch mùa cao điểm. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các văn bản yêu cầu các ban ngành địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và vấn đề giá cả trên toàn thành phố. Thực hiện cái kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2023, thì Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cá nhân, cơ sở dịch vụ nhà hàng ăn uống trên địa bàn, vừa kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời quá trình kiểm tra cũng cương quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm không đảm bảo các cái điều kiện về luật an toàn thực phẩm. Để kinh doanh tăng trưởng, thu hút ngày càng nhiều thực khách, các khách sạn, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đều hiểu và xác định rõ, bên cạnh thái độ, phong cách phục vụ tận tình, chuyên nghiệp để thực khách hài lòng, cũng như giới thiệu cho bạn bè, người thân sử dụng dịch vụ tại đây. Mỗi cơ sở phải ý thức rất cao việc tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn thực phẩm phải chất lượng, tươi ngon, uy tín. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng. Trong đó có gần 400 nhà hàng trên các tàu du lịch đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt với mục đích xây dựng mô hình điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, làm tiền đề để nhân rộng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi trong tình hình mới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai mô hình điểm đảm bảo an toàn thực phẩm tại nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng Premier Village Hạ Long Bay Resort. Tham gia mô hình điểm từ cuối năm 2022, nhà hàng Premier Village Hạ Long Bay Resort đã triển khai thực hiện theo 30 tiêu chí đánh giá an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hướng dẫn. Trong đó, chú trọng nâng cao kiến thức quản lý, lựa chọn thực phẩm an toàn có nguồn gốc xuất xứ, thực hành quy trình chế biến, thực hành kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn, lấy mẫu và sử dụng test xét nghiệm nhanh thực phẩm nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Đơn vị đã đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, dụng cụ. Hàng chục đầu bếp, phụ bếp, nhân viên phục vụ được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được tập huấn kỹ lưỡng về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Không chỉ có đơn vị của chúng tôi mà còn tất cả những đơn vị tham gia trong ngành thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái vai trò trách nhiệm của những người đứng đầu. Chúng ta cần phải nâng cao được cái tinh thần của toàn thể cái đội ngũ tham gia vào công tác chế biến cung cấp cái dịch vụ ẩm thực. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta cần phải duy trì được tất cả những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã được chia sẻ, đã được bên Chi cục Vệ sinh Thực phẩm hướng dẫn. Và điều quan trọng nhất là cái sự vào cuộc của tất cả các cái đơn vị, thì chúng ta cần có những cái buổi giao lưu, chúng ta cũng cần có những cái buổi học hỏi để chia sẻ những cái kinh nghiệm. Các dịp lễ Tết, mùa du lịch cao điểm, các đoàn thanh tra kiểm tra chuyên ngành của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thanh tra kiểm tra liên ngành. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Riêng trong quý 1 năm 2023, toàn tỉnh đã xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm tại 110 cơ sở với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2023, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm. Trong đó, chú trọng kiểm tra các khách sạn, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ người dân, du khách. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các nhà hàng, khách sạn đều đã thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Các loại thực phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có con dấu của cơ quan chức năng, chế biến thức ăn theo quy trình một chiều, trang bị tủ lưu mẫu thức ăn, thường xuyên khử trùng các dụng cụ làm bếp, trang bị quần áo, găng tay làm bếp, khám sức khỏe định kỳ, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho nhân viên,
phun thuốc trừ muỗi, ruồi, giữ vệ sinh khu sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm sống và chín theo quy định. Khi phát hiện các nhà hàng, khách sạn không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm, dù đã được trao giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra cũng sẽ thu hồi và kiên quyết xử phạt, tiêu hủy những thực phẩm không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó thì công tác thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm để đảm bảo tính răn đe, đảm bảo tính thuyết phục trong quá trình triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm. Chính vậy cho nên là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện một cách nghiêm túc, cách thường xuyên, liên tục ở các địa bàn. Đây là cái yếu tố rất là tiên quyết để đảm bảo các cái vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là vụ thực phẩm đông người không xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào trách nhiệm của các cơ quan chức năng hoặc những nỗ lực của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh ăn uống. Thực tế cho thấy, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra còn có nguyên nhân do thói quen ăn lẫn quá nhiều loại thực phẩm cùng lúc của các du khách. Do đó, cơ quan chức năng và các cơ sở kinh doanh cũng tuyên truyền để du khách có thêm kiến thức về thực phẩm an toàn cho chuyến du lịch được trọn vẹn. An toàn thực phẩm cũng là một vấn đề mình rất là quan tâm khi đến một nhà hàng, và đặc biệt lại là hàng trên biển, vì ở đây nó mang yếu tố về hải sản rất là nhiều. Và mình lại là một cái người khá là kén ăn hải sản. Thế nhưng sau khi trải nghiệm với đội ngũ nhà bếp rất là chuyên nghiệp ở đây thì mình cảm thấy vô cùng an tâm và hài lòng. Để bảo đảm sức khỏe cho du khách và người dân, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự tự giác trách nhiệm của cơ sở kinh doanh ăn uống, người tiêu dùng cần chủ động phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực này. Nếu ghi nhận hoặc phát hiện trường hợp vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể gọi điện theo đường dây nóng 0981 815 815 của Sở Y tế Quảng Ninh. Có thể thấy, vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề rất quan trọng đối với quá trình phát triển du lịch bền vững của Quảng Ninh. Vì vậy, tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ các cơ sở dịch vụ ăn uống. Các chủ nhà hàng, khách sạn cần nêu cao trách nhiệm và tự giác tuân thủ nghiêm ngặt những quy định an toàn thực phẩm. Về phía người dân, du khách cũng luôn có ý thức giữ vệ sinh chung và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm để luôn được an toàn trong những ngày du lịch ở Quảng Ninh.